nhà bếp siêu tiết kiệm, bộ sản phẩm bao gồm bếp ga đôi hồng ngoại Destin, bộ 3 nồi inox, nồi cơm điện 1,2 lít Comet, tiết kiệm chi phí và an tâm khi sử dụng. Bếp ga đôi hồng ngoại có thương hiệu Destin, đầu đốt bằng sứ ceramic, mặt bếp bằng kính cường lực dày 7mm, hệ thống đánh lửa bằng Manetto, khuôn bếp được làm bằng thép sơn tĩnh điện, không sợ gió, không sợ nước làm tắt bếp và bảo hành 24 tháng. Bộ 3 nồi inox với kích thước 16, 18 và 24cm, chất liệu bằng inox dày dặn, không bám màu thực phẩm. Bên cạnh đó còn có nồi cơm điện 1,2 lít của thương hiệu Comet, nồi cơm điện nắp gài dung tích 1,2 lít, công suất 500W, có hai chế độ nấu về giữ ấm, lồng nồi làm bằng hợp kim nhôm tráng men chống dính, bảo hành 12 tháng. Trong bộ sản phẩm nhà bếp siêu tiết kiệm ngày hôm nay, hãy nhanh tay sở hữu về cho gia đình mình quý vị nha. Rất là phù hợp đối với những gia đình trẻ. Chúng ta đã có thể bắt đầu đi mua những cái món dụng cụ khác nhau dành cho không gian bếp của mình. Hãy bắt đầu với một chiếc bếp ga thật là bền chắc nha. Và khi mua sản phẩm bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Destin, nếu có tổn thất do lỗi kỹ thuật của bếp gây ra, khách hàng sẽ được bảo hiểm với số tiền bồi thường tối đa 200 triệu đồng một vụ việc, giới hạn tối đa tất cả là 1 tỷ đồng. Và sau khi đã có một chiếc bếp ga nấu nướng thật là hiệu quả trong gia đình của mình và lại còn đi kèm với những cam kết về mặt chất lượng cũng như là độ bền chắc của nó nữa, thì hẳn là chúng ta cũng sẽ rất là yên tâm và sau đó cứ thoải mái lựa chọn những chất liệu nồi chảo khác nhau quý vị nha, để đặt lên trên bếp và nấu nướng thật là nhanh chóng với nhiệt lượng hồng ngoại phát sinh từ chiếc bếp này, không sợ gió, không sợ nước làm ảnh hưởng đến ngọn lửa. Bên cạnh đó, trong bộ sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ còn có bộ 3 nồi inox nè, với những kích thước lần lượt là 16, 18 và 24cm, thoải mái lựa chọn các loại nguyên liệu thực phẩm phù hợp với từng kích cỡ hay là cái khối lượng thực phẩm, nó thật sự đa dạng quý vị nha. Trong quá trình nấu nướng cũng có thể là nước trào ra ngoài nè, làm ảnh hưởng đến ngọn lửa. Tuy nhiên là quý vị sẽ chỉ thấy là ngọn lửa nó sẽ chỉ tắt đi ở một vài vùng nhỏ mà thôi, sau đó sẽ nhanh chóng bồi đắp trở lại. Quý vị và các bạn còn có thêm đó chính là một nồi cơm điện 1,2 lít đến từ thương hiệu Comet, lồng nồi chống dính hiệu quả, một nút bật và có hai chế độ nấu và giữ ấm, đi kèm có sườn hấp ở bên trên. Nấu ăn tiện lợi, tiết kiệm thời gian, không những nấu cơm làm được những món kho, những món hấp hầm, và cho cả bộ sản phẩm mức giá chỉ là 1.099.000 đồng mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong không gian bếp của VTV Hyundai như mọi lần cũng là rất là nhiều những món ăn khác nhau. Tuy nhiên tất cả chỉ là gợi ý của chúng tôi gửi đến cho những người nội trợ mà thôi quý vị ạ. Thực ra thì đối với những người nội trợ á, họ luôn dắt túi những cái công thức nấu nướng khác nhau, những cái công thức nấu nướng gia truyền chẳng hạn, chỉ có tại gia đình đó thì mới nếm được cái vị thật là thơm ngon và hảo hạng như vậy. Tuy nhiên chỉ có một điều là đôi khi chúng ta bước vào bếp và gặp phải một vài cái vấn đề trong khi nấu nướng, ví dụ như là bếp ga đánh lửa hoài không lên nè, là cũng cảm thấy hơi bực mình rồi nha. Nấu nướng mà nó quá nóng được, nó khó chịu đi thì cũng không có lưu giữ được cái cảm hứng nấu nướng lâu dài. Hay là những chiếc nồi cơm điện của mình gần đây cứ mỗi lần bấm xuống nó lại bị trở ngược lên trên đó Minh Trí, là mình phải chèn giấy, chèn báo hay thậm chí là chèn khăn vào cái phần nút gạt như vậy thì nó cũng không có tốt cho quá trình nấu nướng đâu ạ. Ngày hôm nay là một cơ hội để chúng ta có thể là đổi mới chiếc bếp ga có sẵn trong nhà mình nè, đổi mới luôn cả nồi cơm điện, và thậm chí là nếu như mà những chiếc nồi mình đã sử dụng quá lâu rồi nó bị hỏng hóc ở phần nắp nè, nó bị hư cái quai nồi đi, thì bây giờ chúng ta có một cơ hội mua sắm một lần mà thôi, sở hữu tất cả với mức giá cực kỳ ưu đãi quý vị nha. Mức giá mà chúng tôi đang áp dụng cho cô các bạn chỉ là 1.099.000 đồng, mà nếu như cái số tiền này mình đi ra bên ngoài thì mình cũng phải cân nhắc để mà mình mua được rất là nhiều món khác nhau cho chính không gian bếp gia đình của mình. Ở mỗi gia đình thì có một cái vị khác nhau, tuy nhiên là nhà nào cũng cần phải có một chiếc bếp ga. Và nếu như mà bếp ga gia đình của quý vị đã bị rò rỉ khí ga nè, cũng như sử dụng lâu bền thì chúng ta cảm thấy nó còn không có được độ bền nữa, nó bị rỉ sét ở phần thân bếp chẳng hạn, thì hôm nay chúng tôi mang đến sự bảo hành 24 tháng cho bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Destin với mặt bếp bằng kính cường lực, còn có thêm nồi cơm điện của thương hiệu Comet bảo hành 12 tháng, lồng nồi chống dính hiệu quả, có sừng hấp, có cốc đông gạo, có muỗng xới đi kèm, còn có thêm một bộ 3 nồi inox với 3 đường kính khác nhau 16, 18 và 24cm. Tổng cộng tất cả những sản phẩm mà chúng tôi vừa liệt kê thì mức giá đang được áp dụng trên VTV Now Shopping chỉ là 1.099.000 đồng mà thôi. Bây giờ quay trở lại với không gian bếp phim trường quý vị nha. Bắt đầu ngay với chiếc bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Destin. Nấu ăn bằng bếp ga đôi hồng ngoại thì không còn sợ gió, không sợ nước tràn làm tắt bếp. Ví dụ như ở đây thì Minh Trí đang thực hiện với cái nồi thịt kho bằng cái nồi thủy tinh như thế này, và nồi thủy tinh này đang sôi rất là nhanh ở bên trong, cũng như là cái lượng nhiệt hồng ngoại nó đang chuyển dần sang màu đỏ bên dưới cái đầu đốt bằng gốm ceramic với 2000 lỗ li ti, và phần kiềng bếp được tráng men nên rất là cứng chắc. Tuy nhiên là quý vị và các bạn có thể cảm nhận là với cái thí nghiệm ngay sau đây thì Minh Trí sẽ đặt để một chiếc nồi thủy tinh
đang rất là nóng lên trên mặt bếp cường lực để chúng ta cảm nhận được là cái độ bền của kính cường lực của mặt bếp quý vị nha. Thông thường sau khi nấu xong thì Kiều Hanh rất là ngại cái việc là mình nhắc luôn một chiếc nồi mà đang nóng như vậy nha xuống mặt bàn, đặc biệt là bàn ăn nhà mình. Nhiều khi là nếu mà bàn gỗ là sợ hư cái mặt bàn luôn đó Minh Trí, mà không biết để trên bàn thì lại cũng càng không biết để đâu. Mà nhiều khi là những cái lót nồi á nó cũ quá rồi thì mình đã quăng đi mà mình chưa kịp mua mới thì nó cũng bất tiện ha. Đúng rồi, quý vị và các bạn có thể quan sát là bên trong thì cái thịt kho nó vẫn rất là sôi, rất là nóng và cái nồi thủy tinh thì rất là nóng. Tuy nhiên là mình đặt để lên trên mặt bếp bằng kính cường lực thì không có bị nứt vỡ. Điều đó thí nghiệm được chính là cái độ chịu nhiệt nè, cũng như là chịu lực rất là cao. Còn đối với bếp ga đối hồng ngoại của thương hiệu Destin thì khi mà quý vị và các bạn nấu á, chúng ta có thể thoải mái mở quạt hay là những cái món canh, những cái món lẩu chẳng hạn, lâu lâu hay bị quên. Và đặc biệt là Minh Trí lưu ý là nam giới cũng hay quên lắm. Quay lại chúng ta hay quên thì chắc chắn là cái lượng nước nó sôi nó sẽ trào xuống dưới cái ngọn lửa. Và bằng cái thí nghiệm là chúng tôi đang mở quạt thổi trực tiếp vào bên trong ngọn lửa của viên hồng ngoại, bên kia thì Minh Trí đang sử dụng cái bình xịt nước như thế này. Mình xịt liên tục vào bên trong đầu đốt bằng gốm ceramic, tuy nhiên là cái nồi thịt nó vẫn kho sôi Kiều Hanh ha. Đúng rồi, thực ra khi mà có hai cái lực tác động như vậy nè, vừa gió nè vừa nước nè, bản thân mình á mà nếu mà chịu trực tiếp á còn thấy rất là lạnh, rất là khó chịu. Đúng nữa rồi. Mà trong khi á ngọn lửa này thì Kiều Hanh cảm nhận là nó không hề bị suy xuyển gì hết đó quý vị. Bởi vì á khi mà đối với cái ngọn lửa mà từ bếp ga thông thường trước đây đó, nó chỉ có khoảng vài lỗ phát sinh lửa thôi ha, khoảng 6-7 lỗ gì đó. Do đó nếu như mà nước cứ liên tục tạt vào như vậy thì rất là dễ bị dập tắt. Còn đây đối với đầu đốt bằng gốm ceramic và hàng ngàn lỗ nhỏ li ti quý vị nha, lửa có thể là bị tắt đi ở một vài vị trí, nhưng mà những cái vị trí còn lại nó sẽ nhanh chóng nó bồi đắp lại. Đó chính là sự vượt trội của ngọn lửa phát sinh với nhiệt lượng hồng ngoại quý vị ạ. Cả gió cả nước như thế này không hề làm tắt bếp nha. Và trong suốt quá trình nấu ăn xong thì chắc chắn là thức ăn có thể là đổ lên trên cái bề mặt bếp như thế này. Thì cái công đoạn mà mình vệ sinh chùi rửa quý vị nha, nó cũng không có mất quá nhiều cái thời gian. Mà cái công đoạn mà vệ sinh chùi rửa này á, đặc biệt là nam giới rất là lười. Tuy nhiên khi mà mình chọn lựa với bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Destin thì mình chỉ cần sử dụng một chiếc khăn ẩm này thôi, mình lau nhẹ lên trên bề mặt bếp như thế này, trong thời gian ngắn thì bếp của chúng ta sẽ trở thành sạch mới rồi quý vị nha. Và bên cạnh đó, đó chính là hệ thống đánh lửa bằng Manetto của bếp ga đôi hồng ngoại thương hiệu Destin. Thì dễ dàng mình bật lên cái ngọn lửa của viên hồng ngoại như thế này. Đôi khi ở gia đình của mình á, cái phần hệ thống đánh lửa nó rất là khó khăn để mở lửa. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta rất là dễ dàng để mình bật mở và mình điều chỉnh cái ngọn lửa này lớn nhỏ tùy theo là cái món ăn khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình làm một cái món áp chảo, và cái chảo này là chảo quà tặng quý vị nha. Mua bếp ga nè, mua nồi cơm điện, mua nồi inox thì được tặng thêm chảo chống dính. Mà không những tặng một chảo mà chúng tôi tặng cho quý vị và các bạn là hai chảo chống dính với hai đường kính khác nhau là 16 và 22 cm. Bật lên ngọn lửa ban đầu nó sẽ màu xanh, tuy nhiên dần dần nó sẽ chuyển sang màu đỏ như quý vị và các bạn đang quan sát trực tiếp qua màn hình, và từ đó chúng ta có thể làm những cái món chiên xào khác nhau. Và đặc biệt là những món áp chảo, nó áp chảo tức là mình không có sử dụng dầu mỡ trong cái quá trình nấu nướng, và như vậy là đòi hỏi là những chiếc chảo mà mình sử dụng nó phải có cái độ chống dính tốt ha, và những cái chất liệu chống dính nó cũng phải dày dặn nữa để nó hạn chế cái tình trạng là bị ra ten nè hay bị bóc tách cái lớp chống dính ở bên ngoài mà lẫn vào thực phẩm thì sẽ rất là nguy hại cho sức khỏe quý vị ạ. Và quý vị và các bạn có thể quan sát được đây là chảo chống dính, chúng tôi cũng không có làm nhiều quá về dầu mỡ bởi vì cái lớp chống dính nó rất là hiệu quả quý vị nha, và mình dễ dàng lật trở thực phẩm. Nấu ăn bằng bếp hồng ngoại thì chắc bếp ga đôi hồng ngoại thì chắc chắn là cái lượng nhiệt hồng ngoại sẽ truyền rất là nhanh, và trong thời gian ngắn thì mình có thể làm những cái món áp chảo ví dụ như là bò big steak như thế này quý vị nha. Và quý vị sẽ thấy được là trong một thời gian rất là ngắn thôi nó đã chín được một mặt như thế này rồi, và tùy theo cái khẩu vị của mình đó chính là vừa chín tái nè hay là chín kỹ thì mình có thể là thực hiện những cái món áp chảo này theo những cái khẩu vị khác nhau quý vị nha. Và bên cạnh đó chúng ta còn có thêm là một nồi cơm điện dung tích 1,2 lít đến từ thương hiệu Comet. Với cái nồi cơm điện như thế này thì đi kèm còn có là sửng hấp nè, còn có là muỗng xới nữa. Mình có thể kết hợp rất là nhiều món ăn trong cùng một cái nồi cơm điện như thế này quý vị nha. Tất nhiên rồi, và nồi cơm điện nó là quen thuộc, chỉ cần một thao tác đó chính là gạt xuống để nấu nướng như thế này mà thôi. Là sau khi đã gia đủ nhiệt rồi, nấu xong rồi thì nó sẽ tự động bật lên như thế này quý vị nha. Và ngay sau đó thì chúng ta đã có thể là quan sát xem chiếc nồi này có thể là mang lại cho chúng ta những món ăn thơm ngon và hấp dẫn gì. Thực ra khi mà nói về nồi cơm đó quý vị thì chắc chắn là mình phải nấu cơm được đầu tiên rồi. Đúng tuy rồi. Nhiên là mình vẫn có thể là kết hợp thêm những cái kỹ thuật khác, mình cho thêm một vài cái loại rau củ quả phía bên trên bề mặt nè, hay là cho lá dứa vào như thế này để cho cơm nó thêm thơm thêm bùi nha quý vị nha. Và trong cái quá trình nấu nướng thì hãy yên tâm là những hạt cơm tươi xốp nè, và cũng hạn chế tình trạng là nước đọng ở bên trên nó sẽ nhỏ xuống bề mặt cơm gây cho cơm bị nhão, không cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu quý vị ạ. Và ngoài cơm trắng
hay là thậm chí là nấu xôi, nấu cháo chẳng hạn, thì một chiếc nồi cơm điện như thế này có thể là giúp chúng ta hoàn thiện thêm được rất là nhiều những món ăn khác nữa, ví dụ như là nấu canh súp chẳng hạn. Và chiếc nồi kế bên thì đang thực hiện điều đó. Quý vị có thể thấy là hơi nước được đưa lên đều đặn như thế này, được thoát ra bên ngoài quý vị nha. Tuy nhiên ở bên trong nó cũng giữ lại một cái lượng áp suất nho nhỏ vừa đủ để giúp cho thực phẩm chín nhanh và chín đều hơn. Thì đối với việc là giữ kín hơi, kín nước ở bên trong á, thì những chiếc nồi cơm điện nó sẽ hoạt động vượt trội hơn so với những chiếc nồi thông thường rất là nhiều. Đúng do rồi. Đó mình có thể là tận dụng để mình nấu những cái món canh mà cần phải hầm lâu, ninh lâu như thế này nè quý vị. Những món canh súp đó không cần phải tốn quá nhiều nhiên liệu quý vị nha. Như vậy là quý vị và các bạn có thể quan sát, nếu như trong thời gian phát sóng chương trình này mà chúng ta đặt hàng thành công thì chúng ta đã có khá là đầy đủ và tiện nghi cho không gian bếp gia đình của quý vị rồi, bởi vì chúng ta vừa có bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Dustin được bảo hành trong vòng 2 năm, có nồi cơm điện bảo hành 12 tháng, có bộ 3 nồi inox với 3 đường kính khác nhau 16, 18 và 24cm, nấu cơm, nấu canh, rồi chiên xào, làm thịt kho, món mặn. Rồi chúng ta còn có nồi inox nữa, thì mức giá mà chúng tôi đã áp dụng cho quý vị và các bạn trong thời gian phát sóng chương trình này rất là ưu đãi. Nếu mà so với mức giá cũ thì quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát là mình sẽ mua từng món rất là tốn kém. Ví dụ như là bếp ga là 799 nè, 3 nồi inox là 269.000, nồi cơm điện thì 399.000, cộng lại giá chính hãng là tới 1.467.000, tức là gần 1.500.000. Nhưng mà hôm nay trên BTV Hyundai thì chỉ còn là 1.099.000 thôi. Chưa dừng lại, đừng quên là chặn thêm cho quý vị hai chảo chống dính với 16cm đường kính và 22cm đường kính nữa quý vị và các bạn nha. Và đối với thương hiệu Dustin thì khi mà quý bạn chọn lựa thì sẽ được bảo hiểm lên đến 1 tỷ đồng cho sự cố cháy nổ do kỹ thuật của bếp gây ra. Trong 24 tháng bảo hành rồi còn được bảo hiểm lên đến 1 tỷ đồng nữa, thì chúng ta sẽ an tâm để sở hữu những dòng sản phẩm chất lượng trên kênh mua sắm VTV Hà Nội bằng cách là gọi điện ngay vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi và miễn phí chi phí vận chuyển quý vị nha. Chọn bộ sản phẩm nhà bếp siêu tiết kiệm ngày hôm nay, hãy nhanh tay sở hữu về cho không gian gia đình của mình quý vị nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có ngay một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại đến từ thương hiệu Dustin như thế này quý vị ạ. Dài dặn chắc chắn là cảm nhận ban đầu khi mà chúng ta vừa nhìn thấy chiếc bếp. Tuy nhiên sau đó thì mình còn có thể là cảm nhận được sự tiện lợi trong quá trình nấu nướng mỗi ngày nữa quý vị ạ, đi kèm với những cam kết của nhà sản xuất. Và khi mua sản phẩm bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Dustin, nếu có tổn thất do lỗi kỹ thuật của bếp gây ra, khách hàng sẽ được bảo hiểm với số tiền bồi thường tối đa là 200 triệu đồng một vụ việc và giới hạn cho tối đa tất cả là 1 tỷ đồng. Như vậy là chúng ta sẽ có chế độ bảo hành lên đến 2 năm và bảo hiểm chi tiết cho từng trường hợp khác nhau để giúp cho quý vị an tâm sở hữu được bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Dustin. Tặng mua thêm đó chính là 3 nồi inox với 3 đường kính khác nhau 16, 18 và 24cm, còn có thêm đó là sản phẩm nồi cơm điện 1,2 lít của thương hiệu Comet nữa quý vị và các bạn nha. Lồng nồi chống dính hiệu quả hơn cũng như là cái bộ phận gia nhiệt ổn định hơn. Nấu ăn bếp ga đôi hồng ngoại Dustin thì không sợ gió, không sợ nước tràn làm tắt bếp nè, cũng như là trong suốt quá trình nấu ăn thì thức ăn sẽ vương vãi lên đầu đốt nhưng không sao cả. Còn lại những cái món cơm, những cái món kho như thế này mình thực hiện với nồi cơm điện Comet dung tích 1,2 lít thì nấu ăn rất là tiện lợi quý vị nha. Và ngày hôm nay mua sắm chỉ với mức giá siêu tiết kiệm là 1.099.000 đồng cho tất cả những món mà Minh Trí vừa liệt kê quý vị nha. Bên cạnh đó mình sẽ còn có thêm bộ quà tặng rất là hấp dẫn nữa, hai chảo chống dính với đường kính lần lượt là 16 và 22cm. Combo siêu tiết kiệm, bộ sản phẩm bao gồm bếp ga đôi hồng ngoại Dustin, bộ 3 nồi inox với 3 kích thước khác nhau, nồi cơm điện 1,2 lít của thương hiệu Comet, tiết kiệm chi phí và an tâm khi sử dụng. Bếp ga đôi hồng ngoại Dustin với đầu đốt bằng sứ ceramic, mặt bếp bằng kính cường lực dày 7mm, hệ thống đánh lửa hiệu quả bằng magneto, khung bếp được làm bằng thép sơn tĩnh điện, không sợ gió, không sợ nước làm tắt bếp, sản phẩm được bảo hành chính hãng 24 tháng. Với bộ 3 nồi inox, kích thước 16, 18, 24cm, chất liệu bằng inox, không bám màu thực phẩm, dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Nồi cơm điện 1,2 lít Comet, nồi cơm điện nắp cài với dung tích là 1,2 lít, công suất 500W, có hai chế độ nấu và giữ ấm. Lòng nồi làm bằng hợp kim nhôm trắng men chống dính, được bảo hành chính hãng 12 tháng. Combo siêu tiết kiệm chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng, trọn bộ sản phẩm với giá chính hãng: một bếp ga 799.000 đồng, 3 nồi inox 269.000 đồng, nồi cơm điện 399.000 đồng. Giá chính hãng sẽ là 1.467.000 đồng. Tuy nhiên mức giá trên VTV Hyundai chỉ 1.099.000 đồng mà thôi. Tặng thêm hai chảo chống dính đường kính 16 và 22cm, tặng thêm tích lũy mua sắm 100.000 đồng, giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày. Cơ hội không thể bỏ qua trên VTV Hyundai. Tiếp tục với chương trình mua sắm trên kênh VTV Net Shopping, một lần nữa quay trở lại với không gian phim trường. Thì quý vị và các bạn có thể hình dung được khi mà chúng ta sở hữu được bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Dustin, không những là mình nấu sẵn với những cái bộ nồi chảo sẵn có bên trong gia đình của mình, mà có thể sử dụng ngay vị nướng để chúng tôi có thể thực hiện được những cái món nướng khác nhau nữa quý vị và các bạn nha. Ví dụ như một bên như thế này mình chỉ đang chuẩn bị là những cái món nướng xiên que chẳng hạn, và phần đầu đốt bằng gốm ceramic với nhiều lỗ li ti khác nhau như thế này, và trong suốt quá trình nướng thì chắc chắn là những cái gia vị hoặc là dư thừa nó sẽ rơi vào
hoặc là thức ăn của chúng ta có thể rơi lên trên đầu đốt. Tuy nhiên khi mà mình bật mở ngọn lửa thì quý vị các bạn có thể quan sát được, đó chính là cái độ nóng của nhiệt hồng ngoại sẽ từ từ mình phân hủy luôn cả cái thức ăn dư thừa luôn, cho nên là mình không cần phải vệ sinh cái phần đầu đốt luôn, Kiều Khánh ha. Nó sẽ cháy thành than nè, rồi sau đó là mình có thể là ví dụ như nó khô lại rồi đó Minh Trí, mình có thể là để nguội hẳn rồi mình thổi đi là nó có thể bay đi luôn ha. Đúng hoặc rồi. Là mình dùng một cái vật gì đó mình gạt nó hẳn đi là sau đó đầu đốt sẽ trở lại sạch sẽ như cũ, cho nó không cần lo lắng về việc đó chính là thức ăn ở bên trên là với dầu mỡ với gia vị hay là những cái mảnh vụn thức ăn nó rớt lên có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của đầu đốt đâu quý vị nha. Và từ đó chúng ta có thể thoải mái nướng những cái món nướng xiên que như thế này quý vị và các bạn nha, rất là hấp dẫn. Tuy nhiên là trong suốt quá trình nướng thì chắc chắn là thức ăn nó sẽ tiếp tục rơi vãi lên trên đầu đốt như thế này, nhưng mà không sao cả. Đây là thí nghiệm để chúng tôi giúp cho quý vị an tâm hơn về bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Dustin với cái đầu đốt bằng gốm ceramic và nhiều lỗ li ti và cái ngọn lửa nó màu đỏ. Đây là màu đỏ của nhiệt hồng ngoại rất là nóng, cho nên là tùy theo cái khối lượng thực phẩm khác nhau chúng ta có thể là canh trở rất là nhanh chóng để không có bị cháy khét thực phẩm chẳng hạn, hoặc là từ đó mình có thể là nấu với những cái bộ nồi chảo khác nhau. Và kế bên thì chúng tôi đang thực hiện ngay với cái nồi lẩu và sản phẩm đó cũng chính là một bộ ba nồi inox trong bộ sản phẩm chính luôn, Kiều Hành ha. Chắc chắn là qua một thời gian dài nấu nướng rồi thì đôi khi là những chiếc nồi đã có sẵn trong gia đình quý vị nó sẽ không còn tốt như trước nữa, có thể là nó bị sức quay nè, sức quay nồi ở trên hay là hai tay cầm ở hai bên thì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều trong quá trình nấu nướng về mặt thuận tiện quý vị nha. Đúng bây rồi. Giờ thì mình có luôn một bộ bao gồm ba chiếc nồi inox mới như thế này trong gia đình của mình, và đây chính là chiếc nồi lớn nhất với đường kính 24 cm, dung tích thật sự ấn tượng để chúng ta có thể là nấu được cùng một lúc khối lượng thực phẩm rất là nhiều luôn quý vị nha. Ví dụ như là những cái nồi nước dùng lẩu như thế này nè, hay là thậm chí là canh riêu thật là to thật là nhiều nè, để dành cho nhiều thành viên trong gia đình của mình cùng ăn vào những dịp cuối tuần chẳng hạn, hoặc là không cần phải là cuối tuần hay là lễ Tết nha, bất kỳ một ngày nào mình cũng có thể là thực hiện ngay những món ăn thật là ngon để thích đãi những thành viên ở trong gia đình của mình quý vị ha. Và tất cả những điều này chỉ có thể có được khi mà những người nội trợ cảm thấy là thật sự thoải mái trong không gian bếp nhà mình, và điều này thì sẽ được đem lại bởi combo nhà bếp siêu tiết kiệm ngày hôm nay quý vị ạ. Như vậy là chúng ta có ngay một bếp ga đôi hồng ngoại Dustin được bảo hành 24 tháng, có thêm một bộ ba nồi inox với ba đường kính khác nhau, và đây là nồi lớn với đường kính 24 cm, và chắc chắn là nấu ăn bằng bếp ga đôi hồng ngoại thì chắc chắn hạn chế đem đi đáy nồi chảo của mình. Từ đó những dịp cuối tuần, những cái bữa tiệc gia đình của mình có khách đến chơi, bạn bè đến chơi, chúng ta sử dụng ngay với cái bộ nồi trong sản phẩm chính cùng với bếp ga đôi hồng ngoại của sản phẩm chính để mình có thể là nấu lẩu. Ngoài ra nếu như mà bếp ga đã quá công suất thì chúng ta tận dụng thêm đó chính là nồi cơm điện nữa quý vị nha. Nồi cơm điện cũng nằm trong bộ sản phẩm tiết kiệm ngày hôm nay luôn. Chính xác rồi Minh Trí ơi, cũng có một vài trường hợp ví dụ như là khách đến chơi nhà đột xuất này nha, họ cũng chưa kịp ăn. Đúng cái xong rồi đang gần ngay bữa ăn của mình nữa. Cái mình mời họ lại ăn cơm nhưng mà cơm thì lỡ nấu rồi và không lẽ bây giờ thì phải xới cơm ra ngoài để nấu một mẻ mới đúng không? Còn mình có thêm một chiếc nồi cơm điện dự phòng 1,2 lít như thế này nữa, mình nấu thêm cơm, mình nấu thêm xôi, mình nấu thêm thật nhiều món ngon để mình mời họ. Đó, xôi rất là ngon như thế này là từng hạt tơi xốp nè và không hề có tình trạng cháy khét ở dưới đáy nồi nè Trí. Đúng rồi, quý vị các bạn quan sát là Kiều Khanh đã xới phần dưới đáy nồi cơm điện luôn, bởi vì đây là lòng nồi chống dính rất là hiệu quả đến từ thương hiệu Comet, dung tích 1,2 lít và từ đó chúng ta có thể là nấu những cái món cơm, những cái món xôi tơi xốp mềm dẻo, ví dụ như là xôi đậu phộng chung với lá dứa rất là thơm quý vị nha. Còn lại thì chúng ta có thể là sử dụng nồi cơm điện 1,2 lít của thương hiệu Comet này, mình làm được những cái món kho, những món súp hoặc là những cái món canh khác nhau đều được cả. Chính xác rồi Trí ơi, và những cái món ăn như vậy á, nó sẽ được hỗ trợ bởi cái việc là cũng khá là kín hơi kín khí ở trong này nè. Wow. Do đó là những cái món ăn nó sẽ trở nên nhanh chín hơn nha, đặc biệt là những món mà cần ninh hầm, ví dụ như hồi nãy là nấu canh súp rồi nè ha, không tốn nhiều thời gian, còn bây giờ nấu bò kho ngon quá luôn Trí ơi. Quý vị bạn quan sát là cái món bò kho đậm màu, đậm gia vị chua cay như thế này, tuy nhiên chúng tôi thực hiện với nồi cơm điện của thương hiệu Comet, lòng nồi chống dính hiệu quả với lớp chống dính nè, hoặc là mình làm thêm canh cải chua nữa quý vị nha, rất là đơn giản thôi, cũng như là hạn chế cái việc bám vào đáy nồi chảo của chúng ta bên trong lòng nồi với cái lớp lòng nồi chống dính hiệu quả như thế này đến từ thương hiệu Comet. Và khi mà chúng ta chọn lựa với thương hiệu Comet thì quý vị các bạn có thể quan sát được an tâm, đó chính là thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc. Và quay trở lại với bếp ga đôi hồng ngoại Dustin đã được rất là nhiều quý vị khách hàng trên VTV Hyundai Hàn Quốc chọn lựa, bởi vì khi mình sở hữu được thì không có sợ gió hay nước làm tắt đi bếp nè, hay là không có tạo khói, không có mùi ga để mình sợ là bị ngộ độc khí ga, bị rò rỉ khí ga, không làm đen đi đáy nồi chảo sau nồi của mình bên trong gia đình của mình để mình sử dụng lâu bền hơn. Và tất cả những cái điều lo sợ này khi mà chúng ta sở hữu được thì quý vị và các bạn có thể an tâm được thêm là bảo hiểm lên đến 1 tỷ đồng cho có sự cố cháy nổ do kỹ thuật của bếp, từ đó rất là an tâm để mình sở hữu. Còn quay trở lại với mức giá thì sao ạ? Một lần nữa khi mà nhân viên giao hàng tận nơi cho tất cả quý vị và các bạn thì chúng ta vui lòng kiểm tra, bởi vì chọn một bộ sản phẩm tiết kiệm ngày hôm nay rất là nhiều món Kiều Khanh ha. Rồi bây giờ Kiều Khanh mời quý vị cùng nhìn lại một lần nữa
nè trong không gian bếp của chúng tôi nha. Đầu tiên là mình sẽ có một bếp ga đôi hồng ngoại từ thương hiệu Dustin, dày dặn chắc chắn phải không ạ? Một chiếc nồi lớn với đường kính là 24cm nè, chỉ là một chiếc trong ba nồi mà chúng ta sở hữu ngày hôm nay thôi. Có thêm hai nồi trung và nồi nhỏ ở đây nữa quý vị nha. Và cũng đừng quên món sản phẩm chính cuối cùng, đó chính là thêm một chiếc nồi cơm điện 1,2 lít nữa. Trọn một không gian như vậy chỉ với một lần mua sắm, chỉ với mức chi phí là 1.099.000 đồng thôi. Và chưa dừng lại, còn có thêm quà tặng nữa quý vị và các bạn nha. Hai chiếc chảo chống dính với đường kính là 16 và 22 cm, chống dính hiệu quả làm những món chiên xào, những món ấp chảo khác nhau. Buổi sáng mình làm ấp la nè, hay là mình làm bít tết khác nhau nữa, rất là tiện lợi. Và chắc chắn là 63 tỉnh thành khác nhau, thì chỉ cần là đặt hàng bằng cách là quý vị gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến là vtvhyundai.vn. Một cách khác thì quý vị các bạn cũng có thể là truy cập vào hoặc là mua sắm qua phần mềm của thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng. Bất kỳ cách thức đặt hàng nào thì chúng tôi đều giao hàng tận nơi và miễn phí chi phí vận chuyển luôn. Sắp đến thì mình có tiệc tân gia của những người thân hay là những người bạn, thì đây cũng là sự chọn lựa mà mình chỉ nghĩ rằng là rất là thiết thực và mình rất là tiết kiệm nữa. Giao hàng tận nhà thì chắc chắn là nhân viên giao hàng sẽ giao trọn bộ, và mình đi ra bên ngoài mình mua thì mình cũng phải cồng kềnh mang vác về nhà. Tuy nhiên là VTV Now Shopping sẽ thay cho tất cả quý vị và các bạn giao hàng tận nơi cho quý vị luôn. Như vậy là món quà tân gia này sẽ vừa to vừa nhiều vừa nặng ký quý vị nha. Đúng và rồi. Chúng ta không cần phải lo lắng về việc tự mang vác đến đâu ạ. Chỉ cần gửi cho chúng tôi địa chỉ và thông tin người nhận hàng mà thôi. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị giao hàng đến tận nhà tại 63 tỉnh thành trên cả nước, hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển quý vị nha. Chỉ với một lần mua sắm trị giá 1.099.000 đồng mà thôi. Như vậy là thời gian phát sóng không còn nhiều, chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn nên cân nhắc và quyết định nắm bắt ngay cơ hội mua sắm cực kỳ tiết kiệm với một bộ sản phẩm nhà bếp tiết kiệm trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping, chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. Đầu tiên chúng ta cần có một bếp ga, chúng tôi giới thiệu cho quý vị thương hiệu Dustin, bếp ga đôi hồng ngoại Dustin bảo hành 24 tháng, đầu đốt bằng gốm ceramic, kiềng bếp tráng men, mặt bếp bằng kính cường lực, dễ dàng vệ sinh chùi rửa, nấu ăn bằng bếp ga đôi hồng ngoại Dustin, hạn chế đem đi đáy nồi chảo quý vị nha. Và khi mà chúng ta đã nhìn thấy những chiếc nồi trong nhà mình á mà nó đã bắt đầu cũ rồi, bị đen đáy nồi chảo, bị hư quay chẳng hạn, thì cũng đã đến lúc thay mới và chúng tôi giúp quý vị thay mới luôn. Có tận 3 chiếc nồi mới làm từ chất liệu inox dày dặn với đường kính là 16, 18 và 24 cm. Như vậy là quý vị và các bạn sẽ có ngay một chế độ bảo hành 24 tháng. Ngoài ra chúng ta còn có đó là chế độ bảo hiểm nữa. Khi mà quý vị và các bạn chọn lựa khi mua sản phẩm bếp ga đôi hồng ngoại Dustin, nếu có tổn thất do lỗi kỹ thuật bếp gây ra thì khách hàng được bảo hiểm với số tiền bồi thường tối đa 200 triệu đồng một vụ việc và giới hạn tối đa tất cả là 1 tỷ đồng. Sử dụng an tâm với chế độ bảo hành rồi bảo hiểm, rồi còn có thêm nồi cơm điện 1,2 lít của thương hiệu Comet, có bộ ba chiếc nồi inox với 3 đường kính khác nhau, cho không gian bếp của chúng ta sẽ trở nên đầy đủ tiện nghi hơn. Và mức giá thanh toán ngay tại nhà chỉ là 1.099.000 đồng. Chưa dừng lại, còn được tặng thêm hai chảo chống dính với đường kính 16 và 22 cm nữa quý vị và các bạn nha. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Tận dụng thời gian có hạn để sở hữu ngay combo siêu tiết kiệm, bộ sản phẩm bao gồm bếp ga đôi hồng ngoại Dustin, bộ ba nồi inox, nồi cơm điện 1,2 lít Comet, tiết kiệm chi phí, an tâm sử dụng. Bếp ga đôi hồng ngoại Dustin đầu đốt bằng sứ ceramic, mặt bếp bằng kính cường lực dày 7mm, hệ thống đánh lửa Manetto, khung bếp được làm bằng thép sơn tĩnh điện, không sợ gió, không sợ nước làm tắt bếp và bảo hành 24 tháng. Bộ ba nồi inox với kích thước lần lượt là 16, 18 và 24cm, chất liệu bằng inox dày dặn, không bám màu thực phẩm. Ngoài ra chúng ta còn có nồi cơm điện 1,2 lít của thương hiệu Comet, nồi cơm điện nắp gài dung tích 1,2 lít công suất 500W, hai chế độ nấu và giữ ấm thực phẩm. Lồng nồi là bằng hợp kim nhôm tráng men chống dính, bảo hành 12 tháng. Và trọn bộ combo nhà bếp siêu tiết kiệm này chỉ có trong chương trình ngày thương hiệu vàng với mức giá chính hãng là bếp ga là 799.000 đồng, bộ ba nồi 269.000 đồng và nồi cơm điện là 399.000 đồng. Như vậy tổng cộng mức giá chính hãng sẽ là 1.467.000 đồng, nhưng giá tại VTV Hyundai trong chương trình ngày thương hiệu vàng chỉ 1.099.000 đồng. Tặng ngay quà tặng là hai chảo chống dính 16 và 22 cm, tặng thêm tích lũy mua sắm 100.000 đồng có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kế tiếp, cơ hội không thể bỏ qua trên VTV Hyundai. Quý vị thân mến, bây giờ thì thời gian của chúng tôi chỉ còn lại không quá vài phút quý vị nha. Và hãy nhanh tay tận dụng cơ hội này, mua sắm ngay trọn bộ combo nhà bếp siêu tiết kiệm. Tại sao đây là siêu tiết kiệm ? Bởi vì mình không chỉ một lần mình mua sắm với mức giá 1.099.000 đồng chỉ mang về được hoặc là bếp ga, hoặc là nồi cơm điện, hay hoặc là bộ ba nồi, mà mua về tất cả những món mà Kiều Khanh vừa kể quý vị nha. Xin được kể lại cụ thể một lần nữa, trọn bộ combo nhà bếp siêu tiết kiệm bao gồm một bếp ga đôi hồng ngoại Dustin, trọn bộ ba nồi inox với đường kính 16
68 và 24cm, còn có thêm một chiếc nồi cơm điện nắp dài 1,2 lít. Và nếu như mà quý vị các bạn mua lẻ từng món ở bên ngoài với mức giá chính hãng thì mức giá là khá cao khi mà chúng ta cộng gộp lại. Ví dụ như bếp ga với trị giá là 799.000 đồng, rồi mình mua 3 nồi inox và đường kính khác nhau nữa thì là 269.000 đồng, mình mua nồi cơm điện thì 399.000 đồng, cộng lại thì phải là 1.467.000, nó gần 1.500.000. Tuy nhiên hôm nay trong phút đặt hàng còn lại trước khi chúng tôi nói là chào tạm biệt, mức giá chỉ là 1.099.000 thôi, còn tặng thêm hai chảo chống dính 16 và 22 cm nữa quý vị và các bạn nha. Mua nồi nè, mua bếp ga nè, mua nồi cơm điện nè, còn được tặng thêm chảo chống dính nữa, mà không những là tặng một chảo mà tặng luôn hai chảo với hai đường kính khác nhau. Mình làm ốp la thì có chảo nhỏ, mình chiên xào hay là áp chảo với xuất liền khối lượng thực phẩm lớn thì mình có chảo lớn. Quà tặng giá trị tuy nhiên số lượng chỉ có giới hạn mà thôi. Chính xác rồi quý vị ạ. Như vậy là ngày hôm nay mình mua sắm một combo nhà bếp siêu tiết kiệm nữa nè. Mình còn tiết kiệm thêm hai lần nữa, đó chính là mình có thêm là hai chiếc chảo như thế này mà không cần phải bỏ thêm chi phí mua sắm quý vị nha. Hãy nhanh tay mang về tất cả những món kể trên cho gia đình của quý vị để giúp cho cái không gian nấu nướng của mình đầy đủ hơn, vui vẻ và nhiều nguồn cảm hứng hơn. Hoặc là mình muốn dành tặng cái điều tuyệt vời này đến cho một gia đình trẻ nào đó mà mình yêu thương hay quan tâm chẳng hạn, thì cũng hãy nhanh tay mua sắm quý vị nha. Tuy nhiên thời gian của chương trình thì đã không còn nữa rồi, đã đến lúc chúng tôi nói lời chào tạm biệt. Và Kiều Khanh rất mong tất cả những món trong bộ combo nhà bếp siêu tiết kiệm này sẽ giúp quý vị nấu ăn mỗi ngày thật ngon, thật nhiều và thật vui quý vị nha. Xin chào. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Chọn bộ sản phẩm nhà bếp siêu tiết kiệm ngày hôm nay, hãy nhanh tay sở hữu về cho không gian gia đình của mình quý vị nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có ngay một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại đến từ thương hiệu Dustin như thế này quý vị ạ. Dài dặn chắc chắn là cảm nhận ban đầu khi mà chúng ta vừa nhìn thấy chiếc bếp. Tuy nhiên sau đó thì mình còn có thể là cảm nhận được sự tiện lợi trong quá trình nấu nướng mỗi ngày nữa quý vị ạ, đi kèm với những cam kết của nhà sản xuất. Và khi mua sản phẩm bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Dustin, nếu có tổn thất do lỗi kỹ thuật của bếp gây ra, khách hàng sẽ được bảo hiểm với số tiền bồi thường tối đa là 200 triệu đồng một vụ việc và giới hạn cho tối đa tất cả là 1 tỷ đồng. Như vậy là chúng ta sẽ có chế độ bảo hành lên đến 2 năm và bảo hiểm chi tiết cho từng trường hợp khác nhau để giúp cho quý vị an tâm sở hữu được bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Dustin. Tặng mua thêm đó chính là 3 nồi inox với 3 đường kính khác nhau 16, 18 và 24cm. Còn có thêm đó là sản phẩm nồi cơm điện 1,2 lít của thương hiệu Comet nữa quý vị và các bạn nha. Lồng nồi chống dính hiệu quả hơn cũng như là cái bộ phận gia nhiệt ổn định hơn. Nấu ăn bếp ga đôi hồng ngoại Dustin thì không sợ gió, không sợ nước tràn làm tắt bếp nè. Cũng như là trong suốt quá trình nấu ăn thì thức ăn tây vương vãi lên đầu đốt nhưng không sao cả. Còn lại những cái món cơm, những cái món kho như thế này, mình thực hiện với nồi cơm điện Comet dung tích 1,2 lít thì nấu ăn rất là tiện lợi quý vị nha. Và ngày hôm nay mua sắm chỉ với mức giá siêu tiết kiệm là 1.099.000 đồng cho tất cả những món mà Minh Trí vừa liệt kê quý vị nha. Bên cạnh đó mình sẽ còn có thêm bộ quà tặng rất là hấp dẫn nữa, hai chảo chống dính với đường kính lần lượt là 16 và 22cm. Bếp ga đôi hồng ngoại Dustin với đầu đốt bằng sứ ceramic, mặt bếp bằng kính cường lực dày 7mm, hệ thống đánh lửa hiệu quả bằng magneto, khung bếp được làm bằng thép sơn tĩnh điện, không sợ gió, không sợ nước làm tắt bếp, sản phẩm được bảo hành chính hãng 24 tháng. Với bộ 3 nồi inox, kích thước 16, 18, 24cm, chất liệu bằng inox, không bám màu thực phẩm, dễ dàng để xin chịu rửa. Nồi cơm điện 1,2 lít Comet, nồi cơm điện nắp dài với dung tích là 1,2 lít, công suất 500W, có hai chế độ nấu và giữ ấm. Lòng nồi làm bằng hợp kim nhôm trắng men chống dính, được bảo hành chính hãng 12 tháng. Combo siêu tiết kiệm chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng, trọn bộ sản phẩm với giá chính hãng: một bếp ga 799.000 đồng, 3 nồi inox 269.000 đồng, nồi cơm điện 399.000 đồng. Giá chính hãng sẽ là 1.467.000 đồng. Tuy nhiên mức giá trên VTV Hyundai chỉ 1.099.000 đồng mà thôi. Tặng thêm hai chảo chống dính đường kính 16 và 22cm, tặng thêm tích lũy mua sắm 100.000 đồng giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày. Cơ hội không thể bỏ qua trên VTV Hyundai.